Xin chào Xin tất cả chào tất mọi người cả mọi người nha. nha. Chào tất cả mọi người. Hôm nay nhà mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết các loại kem ở Nhật. Kem này Cái loại kem này là rất là ngon. rất là ngon mà người Nhật người ta hay ăn vào đầu năm Dịp để đầu năm anh nhỉ? mong một năm may mắn này. Đấy. Kinh không? Ý nghĩa. Mà loại kem này là đắt nhá. Rất là đắt. Đắt Mình lắm mọi người mua ạ. một hộp loại này, một hộp So này. với cả tất cả các loại kem ở siêu thị bán nhá thì là loại này là loại đắt nhất. Một hộp này là bao nhiêu tiền nhỉ? Một ba hộp này trăm là 350 yên. 350 yên tính ra tiền Việt là 70.000 một hộp. Đấy. Bây giờ mình sẽ khui cái này trước. đây mình sẽ Cùng ăn loại luôn này. cùng một loại nhưng mà nó có nhiều, một loại là hộp Hát như kiểu gần là hamburger anh nhỉ, phải không? không Ý là cái đấy nó ghi ở đây giờ là gì? mình sẽ mở cái hộp này mời xem nhá. U Đấy, bên trong giống bánh thôi. là như kiểu bích quy ấy. Bánh. Còn đây là một cái kem nhé mọi người nhá. Mình sẽ dỡ lại thành cái kem. Đầu năm ăn cái này là rất là may mắn. Người Lúc Nhật hay ăn đi đầu năm nhé, ăn ở khoảng đầu năm Chủ nhật là tháng gì 1. anh nhỉ? Lucky. Ducky. Lucky. Đây Ấy. nhá mọi người nhá. Đây là que Đây kem này. của mình này. Ấy. Còn đấy là như kiểu cái hamburger ấy nhỉ. Đây là bích quy. Đây là bánh ấy, như là bánh. Amondo bata sando sandwich đây là gì? Cái Còn đây vỏ là của nó kem giòn nhá. tan mọi người ạ. Còn đây là nho marron Mời tất cả mọi người nhá. marito. Xin mời tất cả mọi người ăn cùng vợ chồng mình nhá. Một mời mọi người đi. Cái vỏ nó giòn tan luôn đấy. Còn cái lớp này là lớp caramel caramel đấy. Vừa Bên trong thử nữa là nhá. Ngon lắm. bên trong lớp kem này ăn dẻo à. Mà nó là vị vanilla. Vanilla. Của em là nho. Em bị nhỏ. Của anh là avocado mà. Ừ. Avocado với banana. Của anh là hạt à? Hạt này gọi là hạt Bố gì? đá này, mẹ nhìn này. Ngon à? Ngon Ngon quá. ui, cắn đấy, cắn đấy. Ui, sập. Ôi ơi. Ui, rồi ôi. Hạt. Ui, ui. Ngon lắm mà. Caramel nữa. Mọi người có cơ hội lắm. Đi đến Nhật du lịch nè, hoặc là đến Nhật Cái này như kiểu đi hả, rượu nho ấy. hoặc là các bạn du học sinh nè, hay là thực tập sinh thử ăn cái loại kem này xem một năm có may mắn không, biết đâu là ăn xong rồi được tăng lương hạn. Các bạn đi xin visa Đậu được 5 năm chẳng hạn. đậu visa dài. Ăn cái này thì những cái mong ước của mình nó thành hiện thực. Cái này nổi tiếng mắc. Ngon lắm. Ăn bạn mở ăn đó. Mâm mâm mở. Là cái này nổi tiếng mà. Mâm mâm đây. Thế nào? Thế nào? Không sao. Ngon. Mâm mâm. Của em bị nhỏ á. Ngọt. Ngọt sắc. Của anh là amon. Avocado là hạt gì? Hạnh nhân. Của anh thì mình ăn là hạnh nhân. Ui cái này nhũn Nhưng mà ở Nhật ấy, người ta thường bỏ ra như này ăn nó mới ngon. rồi. Bỏ ra trước trước khi ăn đấy. Phải bỏ ra. Bỏ Em ra thấy cho người hả Nhật hơi người à? ta bảo thế mà. Chứ không ăn kiểu ăn như kem đá đâu.
cái này có nhiều vị không anh nhỉ? Nhiều. Mặt trà này, rồi là vị mochi này. Đây này, mochi này, mochi. Cái này loại mới hay sao ạ? Đây là quả ốc chó này. Imo mochi ấy. Quả ốc chó này, em nhìn chưa? Hạt ốc chó. Hạt ốc chó này. Đây là vị dâu tây strawberry này. Vị này ngon. Bột đang đòi ăn đấy. Có cơ hội mọi người thử ăn xem nào, xem có ngon không, xem có may mắn thật không. Nhưng mà hơi đắt ngon mọi người. Ngon hơn kem Tràng Tiền Việt Nam. Ngon hơn không? Theo em ăn kem Tràng Tiền này ngon hơn hay là bình thường? Kem này ngon lắm. Ngon hơn không? Nhưng mà Tràng Tiền nó có vị Việt Nam. Kem này ngon. Ăn rồi xuống răng ấy. Ăn rồi xuống răng ấy. Bạn bột à. Ăn rồi xuống răng ấy. Nhớ là đầu tiên sang Nhật được ăn là mình mua kem cho ăn. Sướng. Vị ăn nó khác vị ở Việt Nam nhỉ. Ngon. Mà ngày đầu tiên sang Nhật mê kem hổ lắm. Mà biết cái kem cân không? Kem cân mua ở Gyu Mự ấy à? Nhiều. Ôi, anh nhà mình mua cho một hộp đấy mà về ăn gần hết một hộp đấy. Kiểu lần đầu tiên sang Nhật ấy. Ăn nó ngon. Thế cả cái lần đầu tiên sang Nhật là mình vào cái lúc hôm đấy là 27 tháng 12. Lôi em qua qua 1-2 ngày rồi. Nhưng anh nhà mình mua cho cái khui cái hộp này sao? Cái bánh kem ấy. Ui bánh kem bên này ăn ngon. Khui cho mọi người xem à. Cho mọi người xem nhá. Đây là hai vị là đây là vị mochi ấy. Mochi ấy. Đây nhá. Mochi à? Mochi ốc chó nhá mọi người nhá. Ngon lắm. Mochi gọi là gì nhỉ? Bánh gì nhỉ? Bánh lép. Lép ấy. Bánh lép nhá mọi người nhá. Còn đây là dâu tây strawberry nhá. Đây là hai vị nhá mọi người nhá. Đấy, hai vị đấy. Hai vị này là vị một vị là gạo lếp này. Một vị là gạo lếp làm từ gạo lếp với cả caramel. Với cả hạt hạt gì đây này? Caramel. Mấy hạt ốc chó. Còn đây là vị dâu tây. Đấy, mọi người nhá. Đây nhá, để mình ấy này. Đấy, đây này, nó là cái gạo lếp này, như kiểu bánh dày ở Việt Nam ấy anh nhỉ? Ừ. Đấy, giống kiểu bánh dày ở Việt Nam này. Còn đây là vị đây. Đây, mình phải cho bạn một miếng không? Bạn ấy mama. Ngon quá. Mama. Nào, ngoan. Mama cho mình. Ngồi xuống. Bạn bột bạn ấy ăn kem thì đúng rồi. Ăn từ lúc 5 tháng luôn. Chán nó. Đây này mọi người này. Ở kem này. Đấy. Strawberry nhá. Đây, vị. Em ăn vị nào? Em ăn vị nào cũng được. Anh ăn vị nào? Anh thích ăn vị nào? Vị này vị dâu tây. Vị dâu tây thì ăn được. Ăn ngon. Thế anh cho con ăn vị. Đây mọi người này. Dâu tây này, đấy. Ngon lắm mọi người ạ. Đấy. Đây nhá. Đây là mochi à. Mochi. Đấy. Bánh dày. Dẻo nhá. Ừ. Đấy. Mochi đấy. Mochi. Bạn bột bạn bảo mochi. Là cho bọn bộ ăn thử mochi nhá. Hay là ăn strawberry của bố. Strawberry này chua lắm ạ. Cái này ngon lắm. Nào. Ngon lắm. Ăn rồi xuống răng nhá. Ăn thử cái mochi này ngon cực. Ui lạnh. Ui. Xuống răng ơi. Thơm nó dẻo dẻo. Đấy. Ui bốc rồi. Ui bốc rồi. Phá rồi.
Nào ngồi xuống mama cho. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống mama mới cho được. Con cầm sao được, con chưa biết xúc. Loại kem này nổi tiếng mà mọi người. Đấy. Ăn cho nó may mắn cả. Hagen Das. Sao ở Nhật người ta còn ăn cái gì nữa cơ mà anh nhỉ? Ừ. Ăn cái gì đầu năm mà ăn một phát mà hết một quặn cơm ấy. Ehomaki. Ehomaki à? Ăn lúc nào? Vào tháng 2. À. Ừ, 10 tháng 2. Để hôm nào đến cái ngày đấy, vợ chồng mình sẽ làm video về cái ehomaki à? Ừ. Kiểu cái cơm lắm quặn dài như này này, giống cơm kim bắc ấy nhỉ? Nhưng mà để cả cá nhá, xong là ăn. Ăn mà ăn ăn như nào anh? Một phát hết luôn. Ăn một phát hết luôn một cuộn đấy thì sẽ là không được rời rời ra. Không được không rời được miệng nghỉ. Ra, không được nghỉ. Không được không được nhấc miếng cơm ra khỏi miệng. Đúng. Nhưng không? Mà phải theo hướng cơ mà. Mỗi một năm là một hướng khác nhau. Thế á? Ừ. Có nghĩa là ăn ăn phải theo theo hướng là hướng đông hoặc hướng bắc hướng nam à? Ví dụ nhá. Ừ. Năm ngoái là hướng đông bắc chẳng hạn. Ừ. Thì mình phải chỉ cái quận cơm về mới về hướng đông đông bắc. Bắc, quay mặt về hướng đông Bắc. Ừ. Để mình ăn. Ừ. Ăn bao giờ hết thôi. Ừ. Hết, như này. Khi nào mà hết thì thôi. Ừ. Còn năm nay là năm hình như là năm chính Bắc hay sao ấy? Để tháng Hướng 2 hướng nhỉ? chính Bắc hay sao ấy? Bây giờ đang yêu yêu cự đấy, Thế đang á? đặt rồi. Thế anh Mọi tôi yêu người đang cự đặt. đi, đặt về cho mọi người xem. Chính Bắc. Đặt lấy hai cái về ăn cho mọi người xem cái tục lệ của người Nhật ăn cái lắm cơm để cũng thể hiện sự may mắn rồi anh. Đặt ăn thì... ăn có bà chết nghẹn. Bà ăn bà già mà ăn thì có khi nhưng mà chắc bây giờ người ta không ăn thế nữa đâu nhỉ, người ta cắt ra rồi chả biết lắm nào. Phong tục là thế nhưng mà chắc là người ta chỉ ăn ăn đấy ăn cơm bình ăn ăn như bình thường thôi nhỉ. Còn có cả ngày của dã quỷ mà ăn đậu, chuẩn bị rồi anh ạ. Ăn đậu, ăn đậu mùng 3 đậu tháng 2 ấy. Đậu tương ấy, Ăn đậu tương. Dã quỷ là của bọn trẻ con này mà đúng không ấy, của bọn con nít này ấy mọi người ạ. Để hôm nào mình cũng mua về làm cho bé bọn nhà mình. Ăn để đi chơi lang thang không bị không bị bắt. Còn mua cái mặt lạ không mà bố đeo mặt lạ vào để dọa phải không? Thì nó không sợ. Cái mặt lạ quỷ ấy mọi người. Hình như mua đậu xong là người ta tặng cái mặt lạ. Cái hộp kem này hơi ngọt. Ngọt nhỉ? Ngọt sắc. Ngọt lắm ngọt. Strawberry rất đỡ ngọt hơn. À, cũng ngọt. Chua. Ngọt chua. Dẻo. Dẻo như kiểu mochi thì ngọt quá. Kem nó dẻo như kiểu gạo nếp ấy. Tại vì nó có cả mật đấy. Ăn ăn vào cái mùa đông này đúng. Đúng ra riêng rồi, mùa đông rồi lạnh ấy. Nhưng mà ngon đúng không? Mẹ này tắt điều hòa nữa. Mỗi tội hơi ngọt. Vừa ăn cái này nó cũng ngọt rồi. Đậm ăn cái này nữa. Ngán. Cái này chỉ ăn một cái là ngon thôi mọi người. Kem ngon nhưng không thể ăn hai cái thì nó ngọt. Ngọt quá. Ngọt sắc. Ăn kem để mong mọi điều suôn sẻ đến với gia đình nhà. Nhanh có tiền để về quê chơi. Mọi sự hành thông.
Năm nay vợ chồng em gái mình về 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 nước chơi nè. Anh đứng ở nhà cũng cũng mong bột về lắm nhưng mà dịch không về được. Đấy thì hôm nay mình đã giới thiệu cho mọi người biết là một là cái văn hóa ăn kem đầu năm của người Nhật này và cái món kem mà thuộc dạng trong top 10 của Nhật Bản, ngon 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 top 10 của Nhật Bản ấy. Nên là mọi người thấy video mình hay hay mình muốn chia sẻ về văn hóa gì của Nhật hay văn hóa gì của đất nước Nhật thì hãy cho mình một comment ở bên dưới để mình biết để mình sẽ chia sẻ thêm nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem cảm video. Mọi người nha. Bạn một chào mọi người đi. Xin chào. Xin chào. Hẹn gặp lại. Tạm biệt nhỉ. Hẹn mọi người vào video gần nhất nha. Bye bye. Bye bye.